Đây là cách khoan, một người khoan. Bây giờ chúng tôi sẽ khui thùng và test máy dòng khoan 2BS 2 ngựa rưỡi. Dòng khoan có chức năng khoan một người hoặc hai người. Máy khoan 2BS 2 ngựa rưỡi cũng bao gồm một thân máy chính. Một bộ phụ kiện. Một bình pha nhớt và xăng, một bu đài rót nguyên liệu, một sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ chúng tôi sẽ tháo máy châm nguyên liệu và test trực tiếp cho các bạn luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ test mũi đường kính 250 trước cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ châm nguyên liệu. Tỷ lệ xăng pha nhớt là 25:1 cho các bạn. 1 lít nhớt là 25 lít xăng. Dòng máy khoan Oshima 2BS 2 người rưỡi. Sau khi châm nguyên liệu xong, chúng ta sẽ lắp chặt lại bình xăng và khởi động máy. Khởi động máy bằng cách chúng ta cũng bơm vú mỡ khoảng 7 lần để cho xăng lên bình xăng con. Sau đó chúng ta bật công tắc và giật nổ máy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khoan thử. Đây là cách khoan một người khoan. Chúng ta vừa khoan thử cách khoan một người dòng 2BS 2 ngựa rưỡi này. Bây giờ chúng tôi sẽ test máy khoan hai người cùng một lúc cho các bạn xem. Khởi động thì chúng ta vẫn bật công tắc lên và giật nổ. Khi sử dụng hai người thì chúng ta sẽ dùng tay khoan này. Đứng vững, khoan. Chúng tôi vừa test mũi khoan đường kính 250 cho các bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ tháo ra và test mũi khoan đường kính 150 cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cũng sẽ bật công tắc và giật nổ. Đây là cách khoan một người.
giờ chúng tôi sẽ khoan hai người. Với dòng máy khoan đất 2PS, động cơ 2 ngựa rưỡi thì moment xoắn nó sẽ cao hơn, sẽ khỏe hơn và chúng ta khoan dễ dàng hơn ở những vùng đất cứng. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy khoan đất trồng cây Oshima, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video hoặc truy cập vào website Oshima. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.